Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bà Hàng Xóm 4.0. Giới trẻ Trung Quốc nghẹn ngào khi thấy hình ảnh cánh diều bay lượn đầy trời ở thành phố Hồ Chí Minh và thắc mắc rằng tại sao cuộc sống của người dân Việt Nam lại hạnh phúc đến như vậy. Các bạn thân mến, chắc hẳn tuổi thơ của mỗi người luôn có một ký ức đẹp. Trong ký ức ấy, hình ảnh cánh diều căng gió trên bầu trời xanh đã nuôi dưỡng bao tâm hồn trẻ thơ. Ngày nay xã hội phát triển, các công trình cao tầng được xây lên rất nhiều, do đó không gian để cho những cánh diều có thể căng gió bay lên bầu trời xanh đã không còn nhiều như xưa, nhất là trong những thành phố lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người đã rủ nhau ra khu vực Thủ Thiêm và một số khu vực đất trống khác để cùng nhau thả diều vào những ngày cuối tuần. Nhiều gia đình đã dắt theo con nhỏ hay là nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ngày cuối tuần kéo nhau ra thả diều để giải trí. Hàng trăm cánh diều đủ màu sắc sặc sỡ bay lượn trên bầu trời. Hình ảnh những cánh diều bay lượn trên bầu trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã được đăng tải trên nền tảng xã hội Trung Quốc. Khi xem được video đó, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã ghen tị với cuộc sống hiện tại của người dân Việt Nam. Họ ao ước được một cuộc sống như vậy vì cuộc sống hiện tại ở Trung Quốc đang quá áp lực. Vậy, cư dân mạng Trung Quốc đã nói như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cảnh ở nơi đây thật là đẹp. Không ngờ có ngày tôi phải ghen tị với người dân Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố thật sự tuyệt vời. Có thể thấy được xã hội Việt Nam rất là văn minh, kỷ luật và rất tự do. Chắc chắn đây chỉ là một khu vực giàu có của Việt Nam mà thôi. Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều khu vực giàu có như vậy. Tôi có một thắc mắc, làm sao mà người ta có thể hạnh phúc đến như vậy? Họ đang mãn nguyện với cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Tôi cảm thấy người dân Việt Nam hạnh phúc hơn Trung Quốc chúng tôi. Bởi vì Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển nên sự hy vọng đang tràn ngập ở khắp mọi nơi. Còn Trung Quốc chúng ta đang trong thời kỳ chuyển đổi và đang bị đàn áp một số ngành nghề hay là trong cuộc sống. Đây mới là tận hưởng cuộc sống, nhìn mọi người hạnh phúc biết bao. Đất nước thật là sôi động, nhìn gương mặt ai cũng lộ rõ sự hạnh phúc. Khi xem video này, tôi muốn đến Việt Nam quá. Tôi thật sự muốn được tự do khi nhìn thấy những hình ảnh cánh diều đang bay lượn trên bầu trời này. Phía trên là những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc hết lời khen ngợi cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam. Đa số khán giả Trung Quốc ao ước sẽ có một cuộc sống như vậy và khẳng định rằng đây mới là tận hưởng cuộc sống. Giới trẻ Trung Quốc hiện nay đang phải chịu rất nhiều gánh nặng và áp lực, điều đó đã khiến họ không thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc không tin đó là sự thật. Trung Quốc chúng ta hạnh phúc nhất nên là chúng ta không tin vào những lời đồn và không được tung tin đồn như vậy. Việt Nam đang có bao nhiêu thành phố được như thế này, tôi cảm thấy nó còn tồi tệ hơn nhiều so với Trung Quốc. Đó là những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc khi nhìn thấy hình ảnh cánh diều bay lượn trên bầu trời ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có mỗi cư dân mạng Trung Quốc phản ứng ngỡ ngàng khi thấy những hình ảnh đó thôi đâu, mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy trầm trồ vì phong cảnh ở đây thật là đẹp và ước mơ cuộc sống được như vậy. Khi nhìn được thấy những hình ảnh đó, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc hẳn mọi người cũng đang tự hào lắm nhỉ? Tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước yên bình đầy ắp tình người. Các bạn nghĩ sao về vấn đề trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Ad nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.